Chào tất cả anh em nha. Đố đố anh em đây là cái hộp gì ha? Thì em thì chuyên về bên bật lửa ha. Đây là cái hộp bật lửa. Anh em là nghĩ nó một cái ha, nhưng mà đây là 12 cái là nghe anh em. Bật lửa 12 cái siêu mini ha. Nay về để phục vụ anh em. 12 cái ha. Và chỉ có 12 cái này thôi nha anh em. Cây này thì em thông đá rồi, em giao lưu rồi nè. Chuẩn bị lên giao cho anh trai ha. Cây nào nãy em mới thông đá rồi. Có một cây em thông đá rồi ha. Dòng này thường đá xưa lâu năm về nó nhạt đá hết ha anh em. Và khi giao lưu với anh em về, anh em chỉ việc sử dụng ha, chăm xăng rồi sử dụng ha, đá em thông cho anh em hết rồi ha, đưa lên là quẹt ha. Đâu rồi, đây con đầu tiên em móc ra đây, nó hơi cứng thì anh em nhả này ra nha. Con này em thông đá rồi ha, con đầu tiên luôn. Và khi giao lưu thì em thông đá hết á, anh em về chỉ chăm xăng và chơi thôi ha. Có móc khóa luôn, có áo lưới luôn ha, siêu mini ha. Anh em tranh thủ nha. Dòng này thì nó không có nhiều. Nhật xưa hết anh em. Đừng so với những cái hàng mà cho nổi hiện tại muốn gì cũng có ha. Cái này là Nhật xưa nha. Chuẩn Nhật xưa ha. Đây, anh em giao lưu liên hệ mua hồ sơ nha.